trong cơn mưa bụi tháng 7 ở xứ sở Bạch Dương, người ta bỗng thấy có một chàng trai nhỏ bé bẽn lẽn chẳng dám lại gần chính vinh quang mà mình vừa gặt hái. Một khung cảnh thật lạ, làm sao lại có một chàng trai chẳng dám tiến gần đến thành tựu của mình như thế? Có lẽ chính bởi tuổi thơ cơ cực mà chàng trai ấy đã trở nên bẽn lẽn và xấu hổ, không dám chạm vào những thứ quá cao quý đến thế. Phải mãi cho đến khi các đồng đội của anh ép anh tới chụp ảnh cùng chiếc cúp, chàng trai ấy mới dám tiến đến cạnh chiếc cúp vàng cao quý ấy. Khoảnh khắc đáng quý ấy có lẽ là sự phản chiếu rõ nhất cho con người của N'Golo Kanté, nhà vô địch thế giới, người sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân mà bất kỳ cầu thủ nào đều mơ ước. Trầm lặng, nhút nhát và khiêm tốn, đó có lẽ là tất cả những gì chúng ta hình dung về con người của Kanté, khác hẳn với hình ảnh một quái vật tuyến giữa trên sân cỏ mà chúng ta thường thấy. Ngoài đời, Kanté cũng có cuộc sống giản dị và kín đáo, chẳng khác gì tính cách của anh. Hồi thi đấu cho Leicester, Kanté đến sân tập bằng xe máy, mãi về sau Kanté mới tậu một chiếc ô tô cũ để đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Đến Chelsea, nhận lương 110.000 bảng một tuần, nhưng Kanté chỉ đến sân tập bằng chiếc Mini Cooper cũ có giá 20.000 bảng. Trong bãi đỗ xe, chiếc Mini Cooper đó lọt thỏm giữa những chiếc Ferrari đắt tiền. Kanté có một khởi đầu nghèo khó, anh sinh ra tại Rouen với cha mẹ là người nhập cư từ Mali. Anh đã trải qua thời thơ ấu của mình trong một gia đình đông con. N'Golo Kanté sinh ra là con đầu lòng, mẹ anh là người quét dọn, còn bố anh là người thu gom rác qua đời khi anh mới 11 tuổi. Cái chết của cha đã đặt lên vai gánh nặng đồng tiền, trách nhiệm, làm cả cha lẫn mẹ cho người mẹ cực khổ của anh. Tuổi thơ đầy cơ cực đến thế nhưng chẳng ai nghĩ rằng sau này Kanté sẽ có thể đi xa đến như vậy. Ngay từ khi còn thơ bé, Kanté đã hiểu giá trị của sự chăm chỉ làm việc, bởi anh hiểu rằng đó là cách duy nhất để đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống. Sau này Kanté kiếm sống bằng nghề nhặt rác, mặt khác mẹ anh làm công việc nội trợ để nuôi sống gia đình. Là một người thu gom phế liệu, Kanté đã đi hàng dặm ở vùng ngoại ô phía đông Paris chỉ để tìm rồi nhặt tất cả những loại rác thải có giá trị, thu thập và rồi giao chúng cho các công ty tái chế nhỏ. Tất cả với mục đích kiếm tiền nhanh chóng, đỡ được một phần gánh nặng cho gia đình của mình. Thế nhưng cậu bé ấy hiểu rõ rằng việc nhặt rác sẽ không thể cải thiện tình hình tài chính của gia đình mình. Và vì thế Kanté đã tìm kiếm các giải pháp thay thế bằng một tương lai an toàn, vững chãi hơn cho bản thân và gia đình. Khi World Cup năm 1998 được tổ chức và người Pháp đứng trên đỉnh thế giới, Kanté đã có tiền bằng việc kiếm thêm từ thu gom rác do người hâm mộ bóng đá bỏ lại trong các sân vận động. World Cup 1998 tại Pháp là bước ngoặt cho cả cuộc đời và sự nghiệp của chàng trai nhập cư N'Golo Kanté. Kanté như nhìn thấy một nước Pháp khác. Trong mắt anh, nước Pháp bỗng trở thành một đất nước đầy cơ hội mà ở nơi đó, vinh quang và tương lai của bóng đá dành cho những người nhập cư. Chính trong thời gian này, Kanté đã trở nên quen thuộc với tên của những cầu thủ di cư từ châu Phi đã giúp Pháp đạt đến đỉnh cao của bóng đá thế giới. Những ngôi sao nhập cư ấy là những cầu thủ như Thierry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram và Nicola Anelka. Đó là những cái tên phổ biến ở các bữa ăn trong gia đình vào thời điểm đó. Nói không ngoa rằng chính chiến thắng World Cup năm 1998 của Pháp đã đánh dấu một bước ngoặt cho những người di cư tìm kiếm cơ hội đổi đời bằng bóng đá. Không lâu sau kỳ World Cup đó, cậu bé 8 tuổi Kanté khao khát biến bóng đá thành sự nghiệp của mình. Vào thời điểm đó, Kanté nhận thấy có nhiều học viện bóng đá đang mở ở gần nhà anh. Kanté đã chơi bóng đá thời trẻ ở Suresnes, nơi Kanté thường xuyên tỏ ra sự vượt trội của mình so với độ tuổi. Ban đầu vóc dáng và ngoại hình thấp bé của anh khiến nhiều đồng đội thắc mắc anh đến từ đâu và liệu anh có thể trụ lại lâu với sự nghiệp sân cỏ này hay không. Kanté đã thể hiện để làm nổi bật lên những phẩm chất của anh. Chính sự khiêm tốn và chăm chỉ học hỏi được từ thời trẻ đầy khó khăn của Kanté đã giúp tiền vệ nhỏ con này đạt được sự vĩ đại. Dù các đồng đội của anh khi ấy đang phát triển chiều cao của tuổi dậy thì, còn Kanté lại gặp khó khăn về vấn đề này nhưng anh vẫn có thể phủ kín từng ngọn cỏ trên sân. Theo trợ lý Pierre Vin, Kanté đã tránh xa tầm ngắm của các đội bóng lớn do ngoại hình thấp bé. Vào thời điểm đó, anh ấy thực hiện những pha tắc bóng cả ngày, cầm bóng ở cuối sân và mang nó đến đầu kia của sân. Đó là thói quen tập luyện của riêng anh ấy mà không được ai chỉ bảo. Một người bạn cũ khác của Kanté, François Lemcoin nói thêm: "Chúng tôi là những người dưới 18 tuổi còn anh ấy ở độ tuổi dưới 15 và anh ấy đã chơi bóng cùng chúng tôi. Chúng tôi đang đấu với một đội địa phương và anh ấy đã vào sân cách đó 10 phút. Anh ta thấp hơn tất cả mọi người nhưng không ai có thể vượt qua anh ấy." Khi đó Kanté là cầu thủ duy nhất lắng nghe và làm tuyệt đối mọi điều được yêu cầu, theo nghĩa đen là tất cả mọi thứ. Voltina, huấn luyện viên đội trẻ của anh ấy nói: "Tôi đã nói đùa với Kanté trước khi đi nghỉ. Tôi nói với N'Golo, tôi cho bạn 2 tháng để tâng 50 quả bóng bằng chân trái, 50 quả bằng chân phải và 50 quả bằng đầu. 2 tháng sau, anh ấy đã làm được. Tôi đã bị sốc. Kể từ thời điểm đó, tôi không bao giờ nói với anh ấy phải làm gì. Tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên với Kanté." Danh tiếng của Kanté đã có lúc khiến người hâm mộ đổ xô đến sân công viên các hoàng tử chỉ để xem anh thi đấu. Tài năng ấy đã giúp anh chuyển đến Bologna, nơi Kanté khoác áo từ năm 2010 đến 2012. Huấn luyện viên Durand của Bologna cho biết, nhãn quan chiến thuật của anh ấy là rất tuyệt vời.
anh ấy thi đấu một cách trực diện, từ vòng cấm địa này sang vòng cấm địa khác và khoảng cách anh ấy bao phủ là tất cả. Kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, cơ hội được chơi bóng ở Anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Kante được chiêu mộ đến khoác áo cho câu lạc bộ Premier League Leicester City. Câu lạc bộ trước đó đã chiêu mộ cả Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2015, anh gia nhập Leicester theo bản hợp đồng 4 năm với mức giá không được tiết lộ là 5,6 triệu bảng Anh. Phần còn lại như họ nói là lịch sử. Leicester gây ngạc nhiên cho báo giới với màn trình diễn xuất sắc của họ. Kante cùng với những cầu thủ tấn công như Riyad Mahrez và Jamie Vardy là một trong những nhân tố chính làm nên thành công của đội bóng này. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2015, sau 12 trận đấu mở màn, Kante đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở Anh bằng pha mở tỷ số vào lưới của Watford. Được coi là tân binh xuất sắc nhất mùa giải Premier League, Kante cùng Leicester đã bất ngờ lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải 2015-2016. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2016, Kante ký hợp đồng với Chelsea cùng mức giá khoảng 38 triệu euro không bao gồm tiền thưởng. Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới vào ngày 23 tháng 10 năm 2016 trước Manchester United. Bàn thắng thứ hai của anh cũng được ghi vào lưới câu lạc bộ này vào ngày 13 tháng 3 năm 2017 trong trận tứ kết Cúp Quốc gia Anh. Cuối mùa giải, Kante nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, xếp trên người đồng đội Eden Hazard trước khi giành danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh lần thứ hai. Mùa giải 2020-2021, Kante cùng Chelsea giành chức vô địch cao quý nhất cho một câu lạc bộ, đó là Champions League, lại một lần nữa bước lên bục cao nhất cùng với các đồng đội. Và ở thời điểm đó cũng lại là một sự không tưởng khi Chelsea đánh bại được Manchester City của Pep Guardiola. Sự nghiệp câu lạc bộ thành công vang dội và trong màu áo đội tuyển quốc gia, cậu bé nhập cư nhà nghèo năm ấy cũng đứng ở đỉnh cao nhất mà cầu thủ nào cũng mong muốn. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2016, Kante được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập lần đầu tiên lên đội tuyển Pháp. Kante nổi tiếng muộn nhưng sự nghiệp của anh lại đi lên một cách nhanh chóng. Anh đã được Deschamps gọi vào đội hình tham dự Euro 2016 tại Pháp và thậm chí còn nằm trong đội hình chính thi đấu ngay từ đầu bên cạnh Pogba và Matuidi ở tuyến giữa. Được ra sân thường xuyên sau kỳ Euro, anh đã chơi hầu hết các trận tại vòng loại World Cup 2018 tại Nga. Nhiều chuyên gia coi anh là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Pháp. Màn trình diễn của anh được đồng đội khen ngợi Olivier Giroud. Với anh ấy, chúng tôi như chơi với 12 người. Hay thậm chí Paul Pogba còn tán dương, anh ấy chạy khắp mọi nơi, anh ấy có 15 lá phổi. Bóng đá dễ dàng hơn nhiều với những cầu thủ như vậy. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noël Le Graët nói, thật là một điều kỳ diệu khi xem chàng trai này thi đấu. World Cup 2018 khởi đầu bằng một tin sốc đối với Kante. Một trong những người anh em của anh mất vì cơn đau tim vài tuần trước World Cup. Thế nhưng anh không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến thành tích của toàn đội. N'Golo Kante cuối cùng đã giành chức vô địch World Cup vào ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Moscow sau chiến thắng trong trận chung kết trước Croatia. Anh không chơi hết trận chung kết và nhường vị trí của mình ở phút 55 cho Steven Nzonzi do viêm dạ dày. Khi các đồng đội đang mải mê chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng thế giới sau 20 năm của đội tuyển Pháp, Kante vẫn chỉ bén lén đứng nhìn một bên. Sự bén lén và nhút nhát của Kante khiến Steven Nzonzi phải lấy chiếc cúp vàng World Cup từ đồng đội trao cho anh, để anh có thể chụp ảnh cùng với nó trên bãi cỏ của sân vận động Luzhniki trước các nhiếp ảnh gia. Trên xe bus về khách sạn, tất cả cùng hát vang Kante Kante để tri ân những đóng góp của anh. Il a stoppé Léo Messi, mais on sait tous c'est un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba la ba la la. Như thường lệ, Kante đáp lại bằng một nụ cười. Nụ cười của chàng trai N'Golo Kanté khi ấy khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy ấm áp. Có lẽ sau những khó khăn cực khổ, chẳng ai là không thấy mừng cho những thành công của Kante. Kante là một tấm gương cho nỗ lực vươn lên từ con số 0. Không có bất cứ thứ gì trong tay, và là biểu tượng để những đứa trẻ nhập cư ở Pháp tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Với tính cách khiêm tốn, giản dị đáng quý của mình, Kante cũng xứng đáng là một trong những cầu thủ đẹp nhất thế giới. Khi nhân cách và tài năng tỏa sáng, có lẽ chúng ta chẳng cần phải nhìn đến ngoại hình bảnh bao hay không nữa, bởi đơn giản những gì anh đóng góp và thể hiện đã làm nên vẻ đẹp đáng quý của riêng mình.